Ngày 9 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra theo trình báo bị hiếp dâm cướp tài sản của chị Hờ, 30 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo trình báo của chị Hờ, tối ngày 5 tháng 8, chị dừng xe trên hương 80B quận 12 để mặc áo mưa thì bị một người đàn ông đi bộ đến dùng dao khống chế. Người này dùng chính chiếc xe của chị Hờ chở đến khu đất trống thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, đối tượng dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, hắn dùng dây trói nạn nhân lại rồi cướp chiếc xe máy cùng số tiền là 700.000 đồng, một điện thoại trước khi tẩu thoát. Một lúc sau, nạn nhân mới cởi trói được và đến công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, công an huyện Hóc Môn nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh trong khu vực để điều tra truy xét. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. Đây không phải là lần đầu xảy ra những vụ việc nạn nhân bị kẻ lạ hiếp dâm, cướp xe khi đi đường. Đặc biệt là ở những nơi có đoạn đường vắng vẻ, chúng ta cần phải nên cẩn thận hơn để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra nhé.